dầu nhớt và hệ thống bôi trơn động cơ trên xe máy. Động cơ xe máy tạo ra nhiều công suất nhờ nó được khai thác ở tốc độ cao. Động cơ xe tải tạo ra công suất cực đại ở khoảng 2.500 vòng trên phút, động cơ ô tô ở khoảng 6.000 vòng trên phút, nhưng động cơ xe máy 4 thì phát triển tối đa công suất lên đến 15.000 vòng trên phút hoặc hơn. Đối với ô tô, có 3 vùng riêng biệt là động cơ, ly hợp và hộp số. Bộ ly hợp trên ô tô là loại ly hợp khô, trong khi khối động cơ và hộp số sử dụng loại dầu cụ thể của riêng chúng. Trong khi đó, hầu hết các động cơ xe máy 4 thì sử dụng ly hợp ướt, hệ thống bôi trơn được kết hợp dùng cho cả động cơ, ly hợp và hộp số. Với điều kiện làm việc khắc nghiệt như vậy, đòi hỏi hệ thống bôi trơn và dầu nhớt trên xe máy có cấu tạo đặc biệt giúp bôi trơn hiệu quả, làm sạch và bảo vệ các chi tiết. Hành trình của dầu bắt đầu khi khởi động xe, lúc này động cơ quay, dẫn động bơm nhớt hoạt động tạo ra áp suất đưa dầu từ bể chứa ở đáy đến các chi tiết thông qua mạch dẫn dầu. Bên cạnh chức năng chính là bôi trơn giảm ma sát giữa các chi tiết kim loại, dầu xe máy được chế tạo đặc biệt để chịu được nhiệt độ hoạt động khắc nghiệt cũng như có thể hấp thụ và giải tỏa lượng nhiệt này giúp làm mát động cơ. Bộ ly hợp ướt được ngâm trong dầu giải quyết vấn đề ly hợp quá nhiệt, đảm bảo truyền tối đa công suất của động cơ. Dầu bôi trơn lúc này cho phép truyền với một lượng ma sát vừa đủ giữa các đĩa ma sát để cơ cấu hoạt động bình thường. Đặc tính này được gọi là chống trượt ly hợp. Cùng loại dầu đó, theo các mạch dẫn để đến với các bánh răng của hộp số, nơi có điều kiện nhiệt độ và áp suất làm việc cao, giúp làm mát, bôi trơn, bảo vệ các bánh răng khỏi bị rỗ và mài mòn. Chức năng làm sạch là không thể thiếu và không kém phần quan trọng của dầu động cơ. Với hành trình xuyên suốt từ ly hợp đến hộp số tới động cơ, dầu sẽ lấy đi các chất bẩn như mùi than, mạt kim loại sinh ra trong quá trình làm việc về lọc tại bộ lọc dầu. Việc kiểm soát cặn bẩn, đặc biệt là độ sạch của vít tông có thể kéo dài tuổi thọ của các bộ phận quan trọng giúp động cơ hoạt động trơn tru. Nếu thấy video bổ ích, hãy like, share, follow để cùng mình tìm hiểu những điều thú vị về xe nhé.